Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Sau chuỗi âm thanh lạ, nữ sinh năm 2 rơi xuống từ lầu cao của ký túc xá, sự việc còn nhiều uẩn khúc. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, một nữ sinh năm nhất trường cao đẳng nghề Trùng Khánh, Trung Quốc đã tử vong do rơi từ tòa nhà ký túc xá. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Tiểu Nam. Tên nhân vật đã được thay đổi, sinh viên chuyên ngành thú y, nhập học từ tháng 9 năm 2023. Được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Tiểu Nam đã mua vé tàu để về quê. Sự ra đi của cô gái trẻ khiến nhiều người bàng hoàng. Gia đình nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Tiểu Nam đã nhiều lần chia sẻ rằng bị bạn cùng phòng xúc phạm. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đó là những mâu thuẫn nhỏ của người trẻ nên không quá để tâm. Một số nhân chứng có mặt trong ký túc xá cho biết, cô gái đã khóc rất nhiều cho đến tận 2 giờ sáng, rồi bất ngờ rơi từ tòa nhà ký túc xá xuống đất. Bạn cùng phòng của Tiểu Nam sau đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Người này cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Tiểu Nam đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một số bạn cùng phòng khác. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và bức xúc. Theo lời kể của các bạn cùng phòng, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Tiểu Nam đã một mình ra khu vực rửa mặt để khóc. Trong khi đó, những người khác đều đã đi ngủ, chỉ còn một người bạn cùng phòng vẫn thức nhưng đang đeo tai nghe. Người bạn này sau đó đã phát hiện ra Tiểu Nam rơi từ tòa nhà ký túc xá xuống đất. Sự việc đau lòng trên đã đặt ra câu hỏi lớn về cách thức giải quyết mâu thuẫn giữa các sinh viên trong trường học. Bên cạnh đó, vụ việc nữ sinh Tiểu Nam tử vong do rơi từ tòa nhà ký túc xá ẩn chứa nhiều uẩn khúc chưa có lời giải đáp. Tại sao nữ sinh này lại rơi từ tòa nhà ký túc xá xuống đất vào lúc 2 giờ sáng? Tại sao camera giám sát tại khu vực này lại không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào? Tại sao gia đình nạn nhân phải đến 4 giờ sáng mới nhận được tin báo? Theo Sohu, có quan điểm cho rằng sự việc không chỉ đơn giản là một vụ cãi vã thông thường. Một số người tiết lộ vào thời điểm xảy ra sự việc, họ đã nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn phát ra từ phòng của Tiểu Nam. Cửa ban công cũng bị đập mạnh và có người nghi ngờ rằng Tiểu Nam đã bị nhốt ở ngoài ban công. Một số người khác cho rằng lời khai của các bạn cùng phòng có nhiều điểm đáng ngờ. Cụ thể, khi được yêu cầu chuyển phòng, thái độ của những người bạn cùng phòng này rất bình thản, thậm chí là vui vẻ. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng họ có liên quan đến cái chết của Tiểu Nam. Theo tìm hiểu, trước khi xảy ra sự việc, Tiểu Nam thường xuyên bị bạn cùng phòng bắt nạt. Thậm chí, việc Tiểu Nam bị nhốt ở ngoài ban công cũng đã xảy ra nhiều lần. Vào đêm xảy ra sự việc, một số sinh viên cho biết họ đã nghe thấy tiếng Tiểu Nam gõ cửa và khóc lóc thảm thiết trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong vụ việc thương tâm trên, một số người cho rằng một số bạn cùng phòng của Tiểu Nam có thể đã cố tình che giấu sự thật. Họ đã đưa ra những lời khai không chính xác và lựa chọn cách im lặng, không báo cáo sự việc cho giáo viên chủ nhiệm. Vụ việc nữ sinh Tiểu Nam tử vong do rơi từ tòa nhà ký túc xá là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn bạo lực học đường và vấn đề tâm lý của học sinh, sinh viên hiện nay. Nhà trường và toàn xã hội cần phải có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực học đường. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ. Nhiều người kêu gọi lực lượng chức năng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết của cô gái trẻ.